Ở trên cái mộ nó có một cái đoạn rất là quan trọng, người ta gọi là hố thông thiên. Thì nếu như chúng ta làm cái mộ mà chúng ta ốp đá như này với cái mục đích để cho nó sạch ấy, nhưng mà chúng ta lại không làm rõ cái phần tức là ở đây tức là cái hố thông thiên này ra ấy, thì những hố thông thiên này chị xem nó dùng này. Nếu như chúng ta mà đây những cái phần này mà chúng đây là phần này gọi là hố thông thiên. Cái đoạn này mà anh chị nên theo phong thủy thì anh chị nên mở rộng cái phần này ra. Thì thực tế nếu chúng ta làm như thế này, nếu bên dưới nó bị sụt lún hoặc là chuột bọ nó chạy vào, hoặc là bị lẹm vỡ chỗ nào, hoặc là sụt lún hay tổ kiến ở chỗ nào thì chúng ta không thể biết được. Đó, mà cái mộ giả sử nó muốn phát, nó muốn nở thì không nở được nữa. Cho nên toàn bộ phần mặt của cái phần bên trên như thế này chẳng hạn thì chúng ta nên mở. Ví dụ như cái phần mộ đỏ trước đây chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái mặt này rất là mở, đúng không ạ? Và hàng năm thì con cháu người ta có thể anh chị để lên đây một cái thảm cỏ, hoặc là để lên cái cỏ mà anh chị ra ngoài hoặc chợ anh chị mua, hoặc là những cái phố cây cảnh chẳng hạn như Hà Nội cho Hóa Thám chẳng hạn, thì là cái phố đấy thì nó sẽ bán cái thảm cỏ sẵn anh chị đặt lên trên này. Nếu đã có thảm cỏ rồi thì cái cây dại như này này thì nó sẽ không rất là khó và cũng không thể có thể mọc được, đúng không ạ? Thì chúng ta mà bít lại như thế này, bít lại như thế lại toi đấy, bít lại như này, rõ ràng là sinh khí hai ngôi mộ này nó khác nhau rất là nhiều. Nhìn là thấy nó khác nhau rất là nhiều. Đây nó nứt vỡ đây ạ, đúng không ạ? Để như này là sẽ nứt vỡ thì anh chị sẽ như thế lại làm thành cái chuyện hung. Cho nên là cái giếng thiên ở trong cái khu vực mộ đó là một cái chuyện, đó là một cái điều rất 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 là quan trọng. Rất là quan trọng.